Những thông tin dự báo thời tiết sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta. Vâng chị Thúy Vi ạ, sáng nay ra đường thì tôi thấy là trời Hà Nội có sương mù khá là dày. Hiện tượng này thì sẽ còn kéo dài đến khi nào? Vâng, dự báo là hiện tượng sương mù sẽ còn duy trì trong cả ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội, anh Sơn Lâm ạ. Và sương thì dày đặc là vào về đêm và sáng sớm, thời điểm mà gió đông nam hoạt động mạnh và tầm nhìn giảm xuống chỉ còn là vài trăm mét mà thôi. Thậm chí là nếu nhìn từ trên cao như thế này thì gần như là chúng ta không thể quan sát được bất cứ gì ở phía xa, chỉ thấy một màn sương xám đục như thế này. Sương mù bao phủ khiến cho khói bụi và các chất ô nhiễm không phát tán đi được, làm cho bầu không khí ô nhiễm hơn. Và theo mạng lưới quan chắc chất lượng không khí PAME thì sáng nay chất lượng không khí ở Hà Nội đều ở mức xấu, rất xấu, tương đương với những điểm màu đỏ và màu tím này. Và chất lượng không khí sẽ chưa thể cải thiện nhiều trong chiều ngày hôm nay bởi là trời tiếp tục có mây mù che phủ, thậm chí là đến tối xuất hiện cả mưa nhỏ, mưa phùn. Còn về nhiệt độ thì chiều nay duy trì trong khoảng là 24 độ, cảm giác là lành lạnh. Trái lại tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo là chiều nay trời tiếp tục nắng gắt và trời khô nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới là 35 độ và độ ẩm thấp chỉ là 43% mà thôi. Và hy vọng là quý vị đã kịp cập nhật những thông tin thời tiết vừa rồi.